Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải đề tiếng Anh và bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải câu 49 trở đi ở trong phần test 5 Part B ôn tập tổng hợp ha. Thì các bạn theo dõi thứ tự video dựa trên cái số thứ tự được đánh ở trên mỗi mục đề và các bạn kéo xuống phần mô tả thì trong đó có cái đường link thứ nhất là link của những cái video về kiến thức ngữ pháp cơ bản nhất cho các bạn và link thứ hai đó là link của cuốn sách này các bạn cố gắng trao về thì nó sẽ dàn trải từ bậc cơ bản đến nâng cao cho nên các bạn cố gắng luyện cuốn này được càng nhiều càng tốt ha và những bạn nào mà muốn hỏi thêm thông tin hoặc là xin thêm tài liệu để ôn tập thì các bạn có thể email vào địa chỉ là học với hình chấm ngữ pháp tiếng Anh nào còn gmail.com. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất có thể ha. Bây giờ chúng ta bước vào làm. She go on a diet if. Rồi cô ấy sẽ ăn kiêng nếu như. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta nhìn vào chúng ta cũng biết được đây là câu điều kiện ha. Mình có if và có go. Cái phẩy D này là cái viết tắt của cái động từ khiếm khuyết là good ha, chứ không phải là header nha các bạn. Tại vì nếu như mà nó là header thì ở sau này phải là gone chứ không phải là câu giữ nguyên. Ê, mình nhìn vào đây mình sẽ thấy dạng là good cộng verb đúng không? Thế và ở trước này if nữa thì đây là mình biết được là cái này sẽ là if loại 2. Thế thì if loại 2 thì trong mệnh đề chứa if này, mệnh đề chứa if này chúng ta để ý là if rồi đến chủ ngữ rồi đến động từ. Mệnh đề chứa if này chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn là chủ ngữ cộng verb 2 ha. Thế thì mình nhìn vào phương án A thì cái động từ ask nó đang giữ nguyên là nó chia ở thì hiện tại đơn thì không đúng rồi đúng không? Rồi tiếp tục cái B là had had thì cái này là thì quá khứ hoàn thành. Thì cái mệnh đề chứa if mà chúng ta chia thì quá khứ hoàn thành thì nó sẽ if if lại 3 này không đúng rồi đúng không? Rồi she will marry thì cái will marry này không đúng vì nó đang chia thì tương lai đơn. Thứ hai nữa là trong mệnh đề chứa if thì chúng ta không dùng will như này. Thực tế thì vẫn có trường hợp là mệnh đề chứa if chúng ta sẽ dùng will nhưng nó rất là ít cho nên trong kiến thức các bạn học để ôn thi thì thôi chúng ta không áp dụng cái việc sử dụng đó nha các bạn. Có nghĩa là các bạn mặc nhiên các bạn mệnh đề chứa if là chúng ta chia hiện tại đơn, quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành luôn. Đôi khi chúng ta có thể chèn thêm cái động từ khiếm khuyết ví dụ như can, may chẳng hạn để mà thể hiện cái nghĩa của câu ha. Rồi cái D là she appeared on TV. Thì các bạn thấy cái động từ appeared này nó đang thêm ed, nó đang là cột 2 đúng không? Chủ ngữ là đến động từ thêm ed cột 2 rồi. Vậy thì chúng ta thỏa mãn ở điều kiện ở trên này ha, là chúng ta đang cần chia mệnh đề chứa if và thì quá khứ đơn. Rồi vậy chúng ta sẽ có phương án D là phương án chính xác. Cô ấy sẽ ăn kiêng nếu như mà cô ấy xuất hiện trên tivi ha. Đó lên sóng tivi. Rồi chúng ta sẽ có câu 50. She wouldn't have married him if. Cô ta sẽ không cưới anh ta đâu nếu như. Rồi mình nhìn vào đây cũng là câu điều kiện ha. Mình có if và có mệnh đề kết quả là wouldn't have married. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là có wouldn't và sau đó động từ chia ở dạng hoàn thành là have married. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ thấy ở đây là good cộng động từ hoàn thành và mệnh đề chứa if thì suy ra cái này sẽ là điều kiện loại 3 rồi đúng không? Điều kiện loại 3 thì mệnh đề chứa if chúng ta sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ thấy này weren't beautiful thì cái động từ ở trong này là weren't nó đang chia thì quá khứ đơn đúng không? Rồi, cho nên là mình không chia được cái này loại 2 này. He didn't have a lot of money. Các bạn nhìn vào đây thì mình dịch nghĩa ra thì hầu như chắc là nó sẽ đúng đó. Nhưng mà nó chỉ khác là nó sai về mặt ngữ pháp câu thôi. Cho nên nhiều khi các bạn đọc đáp án các bạn cũng để ý là nhiều khi đọc vào thì tự nhiên các bạn thấy nghĩa nó đúng đúng. Nhưng mà các bạn phải kiểm tra ngữ pháp thật chắc nha, không là sẽ bị nhầm. Rồi phương án B là didn't have là cái này mình sẽ chia, đang có là chia thì quá khứ đơn thì không đúng rồi. Tại vì cái mệnh đề chữ if chúng ta cần đang là phải quá khứ hoàn thành cơ. Vậy sai đúng không? She had a villa. Thì cái này, cái động từ had này nó là động từ chia thì quá khứ đơn. Các bạn tránh nhầm lẫn khi mà các bạn chia thì quá khứ hoàn thành. Tại vì quá khứ hoàn thành mình có trợ động từ là had. Thì các bạn nhìn vào đây các bạn cứ nhầm nó là quá khứ hoàn thành. Thì bản thân các bạn ví dụ như phương án B ở trên này các bạn thấy hai chữ header này thì nó không phải là bị lặp hay là bị sai gì đâu nha, mà mình cần phải xác định rõ được là trong hai cái từ header này á thì hai cái từ này nó có chức năng khác nhau. Cái từ thứ nhất này nó đang là trợ động từ ở trong thì quá khứ hoàn thành này các bạn đây, và cái từ thứ hai nó đang là verb PP có nghĩa là động từ quá khứ phân từ cột 3 các bạn ha, của động từ mà mình cần chia. Cho nên là hai cái từ này chẳng qua nó cùng một chữ vậy thôi nhưng mà cái chức năng của nó khác nhau, một cái là trợ động từ trong thì quá khứ hoàn thành và một cái là động từ cột 3, động từ của câu ha. Rồi cho nên ở đây có một cái từ hai thôi á thì nó đang là động từ cột 2 thôi. Cho nên cái này thì quá khứ đơn không đúng rồi. Tiếp tục hadn't been an engineer. Rồi thì các bạn sẽ thấy động từ ở đây mình có had
Đó là quá khứ, trợ động từ thì quá khứ hoàn thành và tiếp tục động từ verb PP là been, động từ cột 3 của be đúng không? Vậy thì mình có phương án đi, phương án này thỏa mãn rồi. Đó, cô ta sẽ không cưới anh ta đâu nếu như anh ta không phải là kỹ sư ha. Rồi, điều kiện loại 3 có nghĩa là một cái sự diễn đạt, một cái sự việc mà không thể xảy ra ở trong quá khứ. Cái giả thiết và cái kết quả đó không thể ngược về nó ngược về quá khứ các bạn ha. Có nghĩa là sao? Là anh này là kỹ sư rồi và cô này cũng cưới rồi. Vậy mình chỉ giả thiết lại là nếu như mà hồi đó anh ta không phải thì cô ấy cũng chả cưới anh ta đâu ha. Đó, kiểu như vậy. Rồi 51, tell me. Hãy nói cho tôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ có câu hỏi ha. Cái câu này không phải là câu trực cái gì? Không phải là câu hỏi trực tiếp nha các bạn ha. Mà mình giống như nó đang là giống như kiểu như là một dạng tường thuật nhưng mà nó đang nói trong câu trực tiếp chứ không phải là tường thuật lại. Thế thì bây giờ mình có này, hãy nói cho tôi. Rồi tiếp tục mình có where is the station? Rồi là cái nhà ga ở đâu? Thì mình đọc vào mình có thấy có vẻ đúng đúng không? Tuy nhiên các bạn xét đến vị trí của từ trong câu mình có where rồi hỏi và tiếp tục có is và đến the station. Thì ở đây mình xác định ở trên cái tell me này nó đã xong một cái mệnh đề này, hãy nói cho tôi. Có chủng có động từ có tân ngữ một cái câu mệnh lệnh đúng không? Và sau đó chúng ta cộng với một cái mệnh đề khác thì cái mệnh đề thì chúng ta sẽ có đầy đủ là chủ vị ngữ. Thế ở đây cái where là từ hỏi và cái is nó là động từ và cái the station nó là chủ ngữ. Thì nếu như mà nó là cái câu hỏi trực tiếp sau này nó có dấu chấm hỏi này các bạn thì các bạn đặt ở đây là đúng. Ví dụ mình hỏi là where are you, bạn ở đâu thì cái to be are đó nó lên trước chủ ngữ you đúng không? Tuy nhiên ở đây không phải là câu hỏi trực tiếp mà là một cái câu nói bình thường thì các bạn phải sắp xếp theo thứ tự là chủ ngữ, động từ như một cái mệnh đề bình thường. Thế thì chủ ngữ rồi đến động từ thì mình không thể ở đây là cái is này nó là động từ mà đưa lên trước chủ ngữ là không đúng rồi, đúng không? Vậy thì suy ra phương án A này, phương án sai ha. Rồi tiếp tục what is your name thì cái này cũng vậy, cái này động từ lên trước chủ ngữ là bị sai luôn. Rồi why she is crying và how did you learn English thì cái này cũng vậy. How did you learn English? Thì cái chuyện này là trợ động từ trong thì quá khứ đơn mà cái you này nó là chủ ngữ. Trong khi mình đã giải thích là đây không phải là cái câu mà có dấu chấm hỏi trực tiếp. Đó, cũng không phải là cái câu mà các bạn dùng để hỏi người ta luôn mà nó nằm trong một cái câu khẳng định rồi. Tell me rồi, hãy nói cho tôi. Thì mình phải biết ở sau đó nó là một cái mệnh đề. Thì mệnh đề mình có dàn trải như vậy thì chủ ngữ rồi đến động từ đúng không? Rồi thì bây giờ mình có why là từ hỏi và she is crying. Thì she nó là chủ ngữ và tiếp tục động từ là is crying. Vậy mình có phương án C là phương án chính xác ha. Hãy nói cho tôi biết là tại sao cô ấy lại đang khóc vậy. Rồi nếu như trong trường hợp mà đặt một cái câu hỏi trực tiếp là tại sao cô ấy khóc ha, thì mình hỏi luôn why is she crying? Chấm hỏi. Thì như vậy thì mới đúng. Tại vì đó là câu hỏi trực tiếp thì các bạn sẽ đưa cái trợ động từ lên trước chủ ngữ là is she ha. Trong khi ở đây không phải là câu hỏi trực tiếp mà nó là một cái câu mệnh lệnh có tell me ở trước rồi. Cái mệnh đề ở phía sau này nó chỉ là một cái mệnh đề phụ thôi ha. Rồi. Ask the driver, hãy hỏi cái người tài xế là rồi how long does it take to the airport? Mất bao lâu để đến sân bay? Thì nhìn vào các bạn thấy là cái how long từ hỏi và does it take thì cái này does nó là trợ động từ mà nó đưa lên trước chủ ngữ thì cái câu này nó chỉ là nằm trong cái câu hỏi trực tiếp của dấu chấm hỏi thôi. Trong khi ở đây không phải là câu hỏi trực tiếp mà câu này là một cái câu mệnh lệnh. Cái mệnh đề phía sau này nó là mệnh đề phụ ở của cái mệnh đề chính này. Hãy hỏi cái người tài xế rằng ha. Đó thì cho nên đây không phải là câu hỏi trực tiếp, các bạn không được đưa cái trợ lên trước chủ ngữ mà chúng ta phải bỏ trợ đi ha. Bỏ trợ làm không phải bỏ trợ đi mà chúng ta phải theo thứ tự là chủ ngữ rồi đến động từ. Vậy phương án A này không đúng. Rồi how much will pay? Chúng ta sẽ trả bao nhiêu tiền? Thì đây các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có will là chủ ngữ và tiếp tục đến động từ là pay và nó chia thì tương lai đơn là will pay thôi ha. Mình có phương án B này chính xác này. If he had any change. Rồi hỏi là liệu là ông ấy có thối tiền hay không? Có ở đây cái if này không phải là câu điều kiện là nếu như mà cái này nghĩa là liệu rằng nó nằm trong cái câu tường thuật lại câu hỏi ấy các bạn. Thì nếu như là một cái câu tường thuật lại câu hỏi, câu gián tiếp á, thì các bạn sẽ lùi thì. Trong khi ở đây nó là đang một cái câu mệnh lệnh thì có nghĩa là tại thời điểm nói trực tiếp rồi chứ không phải là kể lại đúng các bạn ha. Cho nên là mình không được lùi thì mà mình phải nói trực tiếp luôn. Đó vậy nên là cái C này là nó sai ở cái từ hai chữ này này các bạn ha. Phương án D, the car is his own, là cái xe là của chính ông ấy. Cái này không đúng nghĩa là đúng không? Tại vì hỏi hãy hỏi ông tài xế là cái xe đúng nghĩa là sao? Tại vì hỏi mà thì phải có cái từ hỏi ở trong đó đúng không? Thì bao nhiêu này ha? Đó, chúng ta sẽ phải trả bao nhiêu tiền? Vậy phương án D, phương án B là phương án chính xác rồi ha. Rồi, năm ba, does anybody know why? Liệu có ai biết là tại sao? Rồi, mình có đây là câu hỏi trực tiếp này các bạn. Đây.
Tuy nhiên các bạn cần phải biết được là cái dấu chấm hỏi này nó sẽ là dấu chấm hỏi cho cái nào. Dấu chấm hỏi này nó đang là chấm hỏi cho cái câu mà chủ ngữ là anybody và động từ là no ở đây nè. Cái why ở này nó chỉ là một cái mệnh đề phụ y chang những cái câu trên này thôi. Đó, có nghĩa là mệnh đề phụ sau đó thì các bạn cũng phải là chia theo cái kiểu là chủ ngữ rồi đến động từ, chứ không phải là chủ ngữ rồi đến trợ động từ rồi đến chủ không phải là từ hỏi đến trợ động từ đến chủ ngữ như cái cách mà chúng ta đặt câu hỏi thông thường. Tại vì ở đây cái từ why này, cái câu hỏi why này, tại sao này này, nó không phải là cái câu mà để mà chúng ta hỏi trực tiếp, mà cái dấu chấm hỏi này nó đang là dấu chấm hỏi của cái mệnh đề trước này này, mệnh đề chính này, liệu có ai biết rằng ha, thì anybody, và tiếp tục ở đây cái này là câu hỏi cho nên trợ động từ đưa lên trước là just ở đây rồi, cho nên là cái mệnh đề sau này là như một cái câu thường thuật bình thường thôi. Thế các bạn chia chủ ngữ rồi đến động từ chứ không phải là thêm trợ nữa nha. Thì mình bây giờ mình có phần ở đây là does the teacher, thì cái does này nó đang là trợ động từ. Thế cái này mình vừa giải thích là không phải là câu hỏi trực tiếp cái why này rồi, cho nên là mình không được đưa lên trước chủ ngữ. Rồi. Is he waiting outside? Cái này cũng vậy, thì cái này trợ đưa lên trước chủ ngữ. Are they late? Là tại sao họ muộn? Đó. Dịch nghĩa thì tất cả các đáp án nó đều được các bạn, nhưng mà nó sai cái ngữ pháp. Bây giờ mình có cái or này nó đưa lên trước chủ ngữ là sai rồi. Tiếp, Ray is absent. Rồi, tại sao bạn Ray lại vắng mặt ha? Rồi thì các bạn có Ray là chủ ngữ và tiếp tục động từ là is, vậy phương án B là phương án chính xác ha. Đó, rồi mình có này, liệu có ai biết được là tại sao bạn Ray lại vắng mặt không ha? Đó, thì mình có dấu chấm hỏi này là của câu hỏi có chủ ngữ là anybody và động từ là no. Cái mệnh đề sau này là mệnh đề phụ đóng vai trò làm thân ngữ của cái câu này ha. Rồi, cho nên mình phải biết được là nó không phải là câu hỏi trực tiếp mà là một câu hỏi tương thuật bình thường, vậy mình chia theo cái thứ tự là chủ ngữ đến động từ nha, không có trợ ở đây. Rồi, are you ready? She asked. Đó. Cô ấy hỏi là bạn đã sẵn sàng hay chưa? Rồi bây giờ mình tưởng thuật lại này. Cô ấy hỏi là tôi đã sẵn sàng hay chưa? Ha. Đó. Cái câu trực tiếp ở trong dấu ngoặc kép là are you ready là các bạn thấy này. Đó, nó là một câu hỏi. Và bây giờ mình có một cái câu tường thuật lại câu hỏi này. Tường thuật lại câu hỏi vì các bạn thấy này, đây chúng ta có she asked. Đúng không? Cô ấy hỏi rằng rồi, hỏi rằng thì liệu tôi đã sẵn sàng hay chưa? Đây là cái câu mà mình kể lại đúng không? Kể lại thì bây giờ mình sẽ có cái từ là if, liệu rằng. Vậy thì bây giờ mình sẽ để ý tới cái cách để mà tường thuật lại cái câu hỏi. Bây giờ mình sẽ nhắc lại là câu hỏi thì mình sẽ có hai loại câu hỏi. Một là câu hỏi yes no question là có từ just hoặc là từ are như này. Khi các bạn trả lời thì yes I do hoặc là no I don't hoặc là yes I am hoặc no I am not, kiểu như vậy. Đó. Là câu yes no question đúng không? Và tiếp tục câu hỏi thứ hai đó là câu hỏi mà có từ hỏi như này, why is he smiling như này. Đó, sẽ có là khi các bạn tường thuật lại thì chúng ta sẽ có chủ ngữ rồi đến động từ tường thuật và sau đó chúng ta sẽ có if hoặc là whether. Thì cái bản thân cái từ if hoặc whether này nghĩa là liệu rằng, thì nó giống như thay thế cho cái trợ động từ này các bạn ha. Rồi tiếp tục sau đó chúng ta sẽ có chủ ngữ và đến động từ lùi thì ha. Đó. Rồi, thế bây giờ mình, tại vì mình đã học được là bản chất trong cái câu tường thuật lại thì phải lùi thì đúng không? Lùi thì lùi không gian. Rồi, thì bây giờ mình có cô ấy hỏi rằng liệu rằng thì cái chữ if hoặc là whether này nó sẽ thay thế cho cái to be or này, cho cái trợ động từ các bạn ha. Rồi tiếp tục chủ ngữ này. Cái này you là cô ấy hỏi trực tiếp mình, thì khi mình kể lại thì có phải là cô ấy hỏi rằng liệu tôi đúng không? Thì mình phải đổi ngôi đi. Thì cái này là if I. Rồi tiếp, động từ lùi thì cái này mình có cái thì ở trong trực tiếp nó đang là thì hiện tại đơn, thì lùi xuống quá khứ đơn thì mình có động từ to be ở quá khứ đơn sẽ là was hoặc là were. Thế bây giờ mình có là if I was đúng không? Vậy thì mình sẽ có phương án A là phương án chính xác, liệu rằng tôi đã sẵn sàng hay chưa. Ê, bây giờ các bạn để ý này, sau cái từ ready này nó không còn có dấu chấm hỏi nữa, tại vì câu chấm hỏi này nó đang là cái câu trực tiếp, còn cái câu ở sau này nó là câu gián tiếp ha. Đó, tường thuật lại câu hỏi. When I am, đó, khi nào thì tôi sẵn sàng. Thì bản thân các bạn thấy là ở trên này người ta hỏi là bạn đã sẵn sàng hay chưa, chứ không phải là khi nào. Nếu như mà là tiếng Việt thì đôi khi mình hiểu nghĩa là nó xem nhau. Tuy nhiên về bản chất của câu ở trên này nó không có dùng từ hỏi cho nên các bạn không dùng được. Nếu như mà ở trên người ta hỏi là when are you ready? Đó, khi nào thì bạn mới sẵn sàng, thì lúc đó ở dưới này mình mới tường thuật lại là when. Tại vì nó có từ hỏi thì mình bê cái từ hỏi này vào. Ha? Ở đây không có, đây là câu yes no question thì mình phải dùng if hoặc là whether. Rồi. Asked to be, đó, cô ấy yêu cầu để mà sẵn sàng, thì cái này là asked someone to do something thì nó mới đúng ha. Đó là theo cái cấu trúc như vậy, còn đây không phải, đây là câu tường thuật lại câu hỏi ha. Why I was, tại sao tôi đã,
Cái này cũng vậy, nó là tường thuật của câu có từ hỏi mà ở đây đang là câu yes no question mà, thì cái be và cái do này thì nó đang là cái dạng giống nhau ha. Rồi câu 55, I don't know, tôi không biết rằng. Rồi thì bây giờ mình sẽ có tiếp tục này, cái chủ ngữ là ai và tiếp tục động từ là động từ know, chia ở dạng phủ định là don't know. Thì cái ở sau này tất cả các đáp án này nó đang là một cái mệnh đề, thì mình phải hiểu là cái mệnh đề sau này nó là một cái mệnh đề phụ, đóng vai trò làm tân ngữ của cái mệnh đề chính này, tôi không biết rằng như thế nào đó ha. Thì ở sau này nó là một cái mệnh đề phụ và nhìn vào tất cả các đáp án ở đây mình thấy có cái từ hỏi. Tuy nhiên ở đây không phải là cái câu hỏi trực tiếp. Nếu như mà câu hỏi trực tiếp thì các bạn phải đưa trợ lên trước chủ ngữ theo quy tắc đặt câu hỏi đúng không? Tuy nhiên đây không phải là câu hỏi trực tiếp mà chỉ là một cái câu bình thường đóng vai trò làm tân ngữ, thì các bạn sẽ thấy là mình phải theo cấu trúc là chủ ngữ rồi đến động từ chứ không phải là trợ động từ lên trước chủ ngữ. Rồi. Vậy thì bây giờ mình có when is it là cái này trợ động từ, cái động từ lên trước chủ ngữ là sai. Tiếp what time is it thì cái này cũng vậy. Đó. Rồi what time it is, rồi mấy giờ rồi. Các bạn sẽ thấy chủ ngữ rồi đến đến động từ đúng không? Thì cái này mới theo thứ tự đúng này, và what time nó là từ hỏi. Tôi không biết là bây giờ là mấy giờ rồi. Rồi mình sẽ có phương án B là phương án chính xác. When was it là cái này cũng đưa lên trước chủ ngữ luôn là sai ha. Rồi. 56, I wonder why. Rồi tôi tự hỏi là tại sao. Cái này cũng y chang ở câu 55 các bạn. Các bạn cũng thấy là chủ ngữ là I và tiếp tục động từ là wonder. Và sau này nó là cái mệnh đề đóng vai trò làm tân ngữ của cái câu này luôn. Thế các bạn biết là đây không phải là cái câu hỏi trực tiếp ha. Cho nên là chúng ta phải theo cái thứ tự chủ ngữ đến động từ chứ không được đưa trợ lên trước chủ ngữ như cái câu hỏi trực tiếp. Thì bây giờ mình có is the sky này. Cái is này nó đưa lên trước chủ ngữ là sai rồi này. Tiếp tục what's the sky này cũng vậy. Rồi the sky was blue và the sky is blue. Thì hai cái này các bạn để ý nè. Tôi thử hỏi là tại sao bầu trời nó lại màu xanh. Thì ở đây nó chỉ khác là một bên nó sẽ là to be was và một bên là to be is, là nó khác nhau ở cái thì, cái này là quá khứ đơn và cái này là hiện tại đơn. Thì bản thân là khi các bạn viết một cái câu tường thuật như trên này nè, thì các bạn sẽ có lùi thì cũng theo thứ tự là chủ ngữ và động từ. Vậy câu trong cái câu mà mệnh đề trực tiếp này chúng ta cũng theo thứ tự là chủ ngữ đến động từ. Tuy nhiên nó lại khác nhau ở cái mặt là khi mà các bạn dùng cái động từ lùi thì như này. Vì sao mình biết lùi thì vậy? Vì ở đây cái động từ wonder nó đang là hiện tại đơn đúng không? Mà cái này was là chứng tỏ là chúng ta biết nó đang là lùi thì rồi. Thì khi mà các bạn dùng cái dạng lùi thì như này là khi mà các bạn dùng là để kể lại cho ai đó, ví dụ như là trong cái động từ này này, ví dụ tôi đã tự hỏi là nó là động từ tường thuật thì nó phải thêm ed như như cái này này, asked, đó, nó là kể lại, thì khi đó các bạn mới lùi thì. Còn bản thân cái câu này người ta đang nói là thì hiện tại đơn đúng không, có nghĩa là đang đang ở giai đoạn hiện tại, thì cái này cũng phải là hiện tại. Nó không phải là cái tường thuật kể lại từ một cái câu là tại sao bầu trời nó lại màu xanh, mà người ta chỉ đang nói giống như mình đang nói cái video này này đó. Tôi tự hỏi là tại sao trời màu xanh, thì mình đang nói ngay cái thời điểm nói này thôi, chứ không phải là mình kể lại là anh ấy hỏi rằng tại sao bầu trời nó lại màu xanh, khi đó thì mới là câu tường thuật, thì chúng ta mới áp dụng lùi thì như thế này. Thì để làm sao mà chúng ta biết khi đó là cái câu tường thuật, thì các bạn dựa vào cái động từ tường thuật ở trong câu đó. Ví dụ như ở đây cái động từ ask nó thêm ed được, các bạn là kể lại đúng không, đó thì mình biết được đây là cái câu tường thuật rồi, thì mình phải lùi thì. Còn cái này người ta đang nói ở một cái thời điểm hiện tại này, đang ở trực tiếp này, cho nên cái này cũng phải theo cái không gian thì như thế này đó, cho nên mình sẽ có phương án D là phương án chính xác. Các bạn để ý hai cái này ha. 57, why is he smiling, tại sao anh ta đang cười vậy. Rồi tôi muốn biết là tại sao anh ta đang cười. Rồi thì mình cũng có ở đây là cái câu này nó đang là câu trực tiếp ở trong dấu chấm hỏi, và nhìn qua thì mình cũng vẻ như thấy là ồ đây là câu trực tiếp trong ngoặc kép và có dấu chấm hỏi, và cái câu này là kiểu như là câu tường thuật lại đúng không. Tuy nhiên mình để ý là cái động từ want, tôi muốn biết, mình cũng đang nói ở ngay cái thời điểm đang nói luôn, chứ không phải là mình kể lại là tôi đã muốn biết là tại sao anh ta đã cười, cho nên mình không thể lùi thì ha. Và bản chất ở sau này mình biết là cái động từ want này là động từ và chủ ngữ là I và tiếp tục là to know, thì cái mệnh đề sau này cũng là mệnh đề phụ, không phải là một cái câu hỏi trực tiếp, cho nên thứ nhất mình không đưa cái trợ lên trước chủ ngữ như cái câu trực tiếp này nè. Thứ hai đó là mình có lùi thì hay không, hai vấn đề đặt ra cho cái câu này đó. Thì ở đây không phải là cái câu chấm hỏi trực tiếp cho nên mình không được đưa cái trợ lên trước chủ ngữ, mà mình phải theo quy tắc là từ hỏi rồi đến chủ ngữ rồi đến động từ ha. Thứ hai thì cái động từ trong này mình có lùi hay không, thì nó là sẽ là không lùi, tại vì nó không phải là câu kể lại như thế này đó, như mình mới giải thích câu 56 ở trên, mà nó đang nói ở thời điểm hiện tại là bây giờ tôi muốn biết tại sao anh ta đang cười. Mình chỉ đang nói vậy thôi, thay vì mình đặt câu hỏi là tại sao anh ta cười vậy, thì bây giờ mình nói lại lần thứ hai, tôi muốn biết tại sao anh ta đang cười, chứ không phải là cái bạn kia kể lại là cái bạn kia muốn biết là tại sao anh ta cười thì lúc đó kể lại, thì cái động từ tường thuật nó phải
quá khứ rồi chứ không phải là hiện tại như thế này. Đó, cho nên mình sẽ có phương án là why he is smiling là phương án D là phương án chính xác. Đó, còn trường hợp why he was smiling á thì nó là động từ to be, ở đây cái trợ to be nó đang lùi thì quá khứ rồi. Thì nhìn qua có vẻ đúng tại vì trong câu tường thuật thì mình sẽ theo quy tắc là chủ ngữ rồi đến động từ lùi thì. Tuy nhiên là ở đây các bạn để ý cái từ want là được ha. Nếu như mà ở đây wanted to know đã muốn biết rằng là có nghĩa là mình kể lại cho cái người khác nghe chứ không phải mình đang nói luôn. Cái câu này là mình đang nói này. Mình hỏi lần thứ nhất tại sao anh ta cười vậy, xong rồi mình lặp lại lần thứ hai tôi muốn biết tại sao anh ta đang cười đó. Còn khi bây giờ nếu như mình dùng cái động từ want để thêm ed thì có nghĩa là mình đang kể lại cho một cái người khác nữa là à tôi đã muốn biết rằng là tại sao anh ta cười đó, thì lúc đó mới là câu tường thuật thì cái câu A này nó mới đúng, he was smiling ha. Rồi các bạn để ý hai cái này, câu 57 này khá là hay để cho các bạn phân biệt á. Rồi phương 58, I wonder whether, tôi tự hỏi là liệu rằng, whether liệu rằng đúng không? Thì mình quay lại ở trên này, cái whether này với lại cái if này là cái từ hỏi thay thế cho cái trợ động từ to be trong câu hỏi yes no question có hoặc không. Rồi thì liệu rằng thì có hay không thì các bạn sẽ thấy ở đây không phải là một cái câu hỏi trực tiếp đó, cho nên mình không được đưa trợ lên trước chủ ngữ. Rồi cái chủ ngữ ở đây là there ha. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ thấy cái phương án A là không đúng này, there là không đúng này, vì đó nó đâu có phải là câu hỏi trực tiếp đâu. There was, there's life. Rồi liệu rằng là có cuộc sống ở trên sao Hỏa hay không. Rồi was there cái này không có này. Thế bây giờ mình cái này phương án C là phương án chính xác rồi, thì tại vì ở đây là nếu như mà các bạn dùng phương án B là đúng cái was đi thì nó vẫn thiếu bổ ngữ, tại vì liệu rằng này có này, có cái gì nữa chứ đúng không, nó thiếu bổ ngữ rồi mới chủ ngữ ở đến động từ, thiếu rồi thiếu cái danh từ ở sau đó, liệu còn rằng có cái gì ở trên những hành tinh khác chứ. Thì ở đây mình có there's life ha, để liệu rằng có cái sự sống ở trên hành tinh khác hay không, thì mình có phương án C là phương án chính xác, chủ ngữ, động từ và bổ ngữ. Phương án B này thì mình thiếu bổ ngữ rồi cho nên mình không chọn được. Rồi thì vậy thì bây giờ mình có dấu phẩy ở đây, phẩy s ở đây, mình phải biết được cái s này này nó đang là what hay là is. Thì ở đây các bạn để ý là cái từ wonder đó, người ta đang nói trực tiếp thôi, tôi tự hỏi là liệu rằng có sự sống ở trên những hành tinh khác hay không, thì mình đang nói một cái câu trực tiếp giống như tôi đang dạy vậy thôi, cho nên ở đây nó phải là is chứ không phải là was nè. Khi mà mình kể lại cho một cái người khác nữa nghe thì mình mà có wondered thì mới đi ở đây, thì ở đây phải lùi thì đúng không. Rồi 59, could you tell me where, bạn có thể nói với tôi được là chỗ nào, rồi đây là chấm hỏi. Thì mình biết được là mình ở đây mình có cái từ where là cũng là từ hỏi nè, và cái từ could thì mình phải phân biệt được là cái dấu chấm hỏi này nó đang là chấm hỏi cho cái nào. Ở đây bạn có thể nói với tôi là chỗ nào, thì cái từ dấu chấm hỏi này nó đang là chấm hỏi cho cái câu trước này, could you tell me. Đó, thì các bạn có chủ ngữ là you và trợ động từ là could và động từ chính là tell ha. Đó thì đây là một cái câu hỏi. Vậy suy ra cái mệnh đề ở sau này nó không phải là câu hỏi trực tiếp mà nó đang là một cái mệnh đề phụ đóng vai trò ở sau tân ngữ này thôi, đúng không? Đó, nói với tôi rằng là nơi nơi đâu, liệu rằng chỗ nào như thế nào đó. Thì mình sẽ có thứ tự là chủ ngữ đến động từ chứ không phải là câu hỏi trực tiếp, cho nên không được đưa trợ lên trước chủ ngữ. Rồi mình có the bus station was theo thứ tự đúng rồi nè. Is the bus station sai này, tại vì động từ lên trước chủ ngữ. The bus station is, rồi what's the, rồi cái này sai. Bây giờ mình sẽ có hai cái, một cái vấn đề đặt ra là what hay là is. Thế thì bây giờ mình sẽ có đây là một cái câu nói ở thời điểm hiện tại đúng không? Không phải các bạn cứ thấy từ could là quá khứ của can rồi các bạn nghĩ là câu này nó nằm trong quá khứ đâu. Cái từ could ở đây nó đang là một cái câu đề nghị. Đó, thì câu đề nghị là can could nó như nhau. Cái từ could nó sẽ lịch sự hơn cái từ can. Đó, chứ không phải là nó lùi về quá khứ đâu nha các bạn ha. Cho nên cái việc mà nói một cái câu đề nghị như thế này thì nó đang là ở thời điểm hiện tại rồi, thì đang không gian hiện tại, thời điểm hiện tại thì cái câu này nó cũng phải hiện tại chứ không phải là tường thuật lại đúng không? Đó, cho nên mình sẽ có phương án C mới là chính xác, là the bus station is, đó không phải là was nha các bạn. Chừng nào các bạn tường thuật lại hỏi là à tôi đã muốn hỏi cậu ta rằng là trạm xe buýt ở đâu thì mình có là where the bus station was, khi đó mới tường thuật lại. Còn đây mình đang nói trong câu trực tiếp ha, trong câu đề nghị trực tiếp, cho nên nó cũng phải cùng không gian thì, ok. Rồi, she said my brother is a student. Đó, cô ấy nói rằng là anh trai tôi là một học sinh, là anh trai của cô ấy nha. Đó, đây câu này đang là trong ngoặc kép này. She said that. Đó, cô ấy nói rằng. Thì các bạn để ý này, đây mới là cái câu tường thuật gián tiếp. Vì sao mình có cái động từ said? Cô ấy kể lại rằng.
Và tiếp tục mình sẽ bê cái mệnh đề trong ngoặc kép này mình tường thuật lại nè. Thì cái này khi này người mình nhìn vào cái động thuật sao thì mình cũng biết được cái này đang là kể lại cho người khác nghe rồi. Mình đang kể lại cái câu mà cô ấy nói ha. Bây giờ mình có phương án A, my brother is, là anh trai của tôi là. Thứ nhất này, cô ấy kể lại rằng thì anh trai cô ấy là một học sinh đúng không? Là sinh viên đúng không? Chứ làm sao là anh trai của tôi được? Cô ấy đang nói trực tiếp là anh trai của tôi là học sinh, thì khi mà mình kể lại rằng là cô ấy nói rằng anh trai của cô ấy chứ chứ không phải anh trai của tôi nữa, mình phải đổi ngôi đúng không? Đó, cho nên mình không có my brother, cái C này cũng loại luôn. Thì mình có her brother was và your brother, thì chỉ có là anh trai của cô ta thôi. Đó, mình sẽ có phương án B là phương án chính xác ha. Còn your brother là bạn, anh trai của bạn là sai rồi. Rồi thứ hai nữa mình để ý ở đây, cái động từ to be was nó đang là lùi thì. Lùi thì bởi vì sao? Câu tường thuật mình mới vừa giải thích rồi đúng không? Đó, các bạn để ý cái động từ set này thì mình biết được đây là lùi thì ở đây này là to be with, thì ở đây mình sẽ có to be your words ha, lùi về quá khứ đơn. When will you be here? Chừng nào thì bạn sẽ ở đây? She asked. Đó, cô ấy, cô ta hỏi là chừng nào bạn sẽ ở đây này. Rồi cô ta hỏi tôi rằng là chừng nào thì tôi sẽ ở đó ha, mình đang kể lại đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ thấy kể lại có động từ ask, nó thêm ed đúng không? Rồi thì mình biết được đây là cái câu tường thuật gián tiếp lại câu hỏi này rồi. Thì bây giờ mình có when chừng nào tiếp tục theo thứ tự chủ ngữ đến động từ, vì khi tường thuật lại không phải là cái câu hỏi trực tiếp nữa thì các bạn không được dùng trợ động từ nữa ha, mà mình phải có chủ ngữ để đến động từ. Rồi when thì ở đây will thì sẽ là good đúng không? Trước hết là chủ ngữ nè, cô ấy hỏi tôi rằng khi nào thì tôi đúng không, thì mình sẽ có chủ ngữ là ai. Tiếp tục will thì sẽ là good, thì mình sẽ có good ra sau good thì sẽ là động từ giữ nguyên, mình có phương án A là phương án chính xác. When I could be there ha, cái good I này nó là đưa lên trước chủ ngữ là sai. Khi nào cô ấy hỏi tôi rằng khi nào cô ấy sẽ sai cả ngôi và cả trợ này, she could be. Khi nào cô ấy sẽ này, cô ấy hỏi tôi rằng thì khi nào tôi sẽ ở đó chứ, chứ sao là khi nào cô ấy sẽ ở đó được đúng không, vì cô ấy hỏi mà, hỏi tôi mà. Đó, cái này sai. Rồi mình sẽ có là here nó phải là there nha các bạn. Các bạn để ý những cái không gian như thế này nó cũng đổi luôn. Rồi he said I will watch TV. Anh ta nói rằng tôi sẽ xem TV, thì mình kể lại là anh ta nói rằng anh ta sẽ xem TV đúng không? Mình kể lại cái lời anh ta nói. He said. Thì các bạn có động từ said, nó cũng tường thuật lại thôi, thì trong câu tường thuật nó phải lùi thì. Đó, nguyên tắc thứ nhất lùi thì. Thứ hai nữa là mình sẽ xác định đổi ngôi hay không. Thì bây giờ anh ta nói rằng này, anh ta nói trực tiếp là tôi sẽ xem TV, thì bây giờ mình kể lại với cái người thứ ba này, anh ta nói rằng anh ta sẽ xem TV đúng không, thì mình sẽ có chủ ngữ là he. Đó, chứ không phải là ai nữa nha, ai ở trong ngoặc kép là anh ta nói rồi, còn khi mình kể lại mà. Đó, thì mình phải đổi ngôi là he, anh ta sẽ, thì will thì mình sẽ lùi xuống would đúng không. Rồi sau đó mình sẽ có phương án D là phương án chính xác, he would watch TV. Nếu mình nhanh quá mà cái nào không hiểu các bạn cứ comment ở dưới nha. Do you need a pen? Bạn còn muốn một cái bút không? Cần bút không? Rồi Anna hỏi tôi rằng là liệu tôi có cần bút hay không? Các bạn thấy thấy ở đây nó sẽ là câu tường thuật lại câu hỏi rồi. Vì sao? Mình có động từ ask, nó thêm ed đúng không? Tường thuật lại nè. Rồi câu hỏi ở đây là câu hỏi dạng gì? Dạng yes no question. Đó, yes I don't hoặc là no I don't, yes I do hoặc là no I don't này, chứ không phải là câu có từ hỏi ha. Thế thì khi tường thuật lại câu yes no question thì mình sẽ có if hoặc là whether đúng không? Liệu rằng tôi có cần cái bút hay không? Mình phải đổi ngôi đúng không? Tại vì Anna hỏi trực tiếp là mày có cần bút hay không? Thì bây giờ mình kể lại cho cái đứa khác nghe, đứa Tim này gì đó chẳng hạn là còn Anna nó hỏi tôi rằng liệu tôi có cần bút hay không? Rồi mình có if hoặc là whether. Tiếp tục đổi ngôi là tôi có cần hay không thì mình phải là if I rồi chứ không phải là whether she nữa ha. Rồi mình sẽ có if I rồi tiếp cần. Cái động từ need ở đây nó đang chỉ ở thì hiện tại đơn, thì lùi về quá khứ đơn sẽ là need. Vậy phương án C là phương án chính xác ha. Đó, rồi. 64, I may be late. Rồi tôi trễ mất. Rồi Mai told me, Mai nói với tôi rằng là anh ta có thể là trễ mất ha. Thì mình sẽ có này, kể lại đúng không, kể lại một cái câu từ trong một kép thôi. Thì Mai kể lại với tôi rằng told, câu tường thuật thì sau này phải là lùi thì. Rồi chủ ngữ, Mai kể với tôi rằng là anh ta có thể bị trễ đúng không, mình phải là có là he chứ không phải là ai nữa, tại vì ai đó trong câu trực tiếp là thằng Mai nói rồi. Rồi anh ta này, rồi tiếp từ may thì quá khứ của may sẽ là might đúng không, thì mình có phương án A là phương án chính xác. Tại vì sau động từ khiếm khuyết động từ giữ nguyên cho nên B mình giữ nguyên thôi. Rồi, what are you talking about? Rồi, bạn đang nói về cái gì vậy? Dick hỏi tôi là tôi đang nói về cái gì? Hả? Dick hỏi trực tiếp hỏi mình nè. Mày đang nói cái gì vậy? Đó. Thế bây giờ mình kể lại cho cái đứa Tom đây, kể thằng Tom là thằng Dick nó hỏi tôi là tôi đang nói về cái gì? Thì bây giờ mình sẽ có câu tường thuật này. Thứ nhất, đổi ngôi. Thứ hai, lùi thì. Rồi, đổi ngôi là tôi đang nói về cái gì, hỏi tôi mà đúng không, thì là hỏi tôi đang nói về cái gì, thật phải là ai đúng không.
Rồi, tiếp tục ở đây thì hiện tại tiếp diễn thì lùi về quá khứ tiếp diễn thôi. Was talking. To be was cho chủ ngữ I và tiếp tục động từ thêm doing was talking about ha. Can you come to the party? Bạn có đến được tiệc không vậy? David hỏi tôi là liệu tôi có thể đến bữa tiệc hay không? Bây giờ các bạn có lời mời cũng được mà hỏi cũng được ha. Cái này là hỏi đó. Rồi, bây giờ mình có câu hỏi yes no question. Thì khi tường thuật lại mình sẽ có if hoặc là whether, đúng không? Tiếp tục sau đó sẽ là chủ ngữ. Thế thì mình phải đổi ngôi này. David hỏi tôi là liệu tôi có đến được bữa tiệc hay không? Chủ ngữ sẽ là I, đúng chưa? Tiếp tục ở đây can thì mình sẽ lùi với could. Vì lùi thì mà đã tường thuật lại mà. Đó, phải lùi thì sẽ là could. Rồi sau đó động từ khiếm khuyết rồi thì động từ thường giữ nguyên. Mình có if I could come to the party. Ha. 6 bài I have to study. Đó, tôi phải học thôi, Barbara said. Rồi Barbara nói rằng là cô ấy phải học thôi. Tường thuật lại một cái câu khẳng định bình thường thì mình phải đổi ngôi và lùi thì ha. Barbara nói rằng cô ta phải học học thôi đúng không? Thì mình sẽ có cô ta là she. Ở đây have to, have nó hiện tại thì lùi về quá khứ là had to ha. Phương án A, phương án chính xác. Dễ đúng các bạn. Cái if này là trong trường hợp là khi mà các bạn đặt tường thuật lại cái câu mà câu hỏi yes no question á, đây là một cái câu khẳng định bình thường cho nên không có dùng if như này ha. I don't know if I succeed in passing my exam or not. Tôi không biết là liệu là tôi có thành công thi đỗ hay không, vượt qua kỳ thi hay không. Mình thứ nhất mình thấy ở đây nó không phải là câu tường thuật lại đúng không? I don't know. Hiện tại này tôi không biết. Đó có nghĩa là bạn này bạn đang nói ở thời điểm hiện tại trực tiếp rồi. Rồi, tôi không biết rằng liệu rằng thì ở đây nó không phải là tường thuật lại rồi thì tất cả những cái từ could, good này nó không dùng được. Vì sao? Nó chỉ trong lùi thì thôi, là khi tường thuật gián tiếp. Còn đây là câu trực tiếp mà đúng không? Tôi không biết là tôi có thành công hay không, tôi có thi đỗ hay không, đang nói ở thời điểm hiện tại. Cho nên mình không dùng could với good, mình có will với lại will be thôi. Thì ở đây succeed nó đang là động từ. Thế thì mình chỉ có trợ từ will vào thôi, chứ còn nếu các bạn dùng will be thì làm sao mà be rồi đến động từ giữ nguyên được đúng không? Vì sau be mình có là be cộng verb in hoặc là be cộng verb ed hoặc là be to verb này cũng được ha. Have you seen my grammar book? Nancy wanted to know. Mày có thấy cái set ngữ pháp của tao đã không vậy? Rồi Nancy muốn biết là liệu là tôi có thấy cái cuốn set ngữ pháp của cô ấy hay không? Đây mình sẽ là tường thuật lại cái câu hỏi yes no question. Thứ nhất mình xác định đây là câu hỏi trực tiếp và câu hỏi yes no question này có trợ lên trước chủ ngữ chứ không có từ hỏi đúng không? Cho nên mình sẽ dùng là whether hoặc là if đúng không? Rồi, thứ hai nữa đây là câu tường thuật want to know muốn biết rằng đó những cái động từ này nè. Các bạn nhìn vào đây các bạn biết là nó tường thuật rồi. Muốn biết rằng cho nên đây là tường thuật thì sau này phải là lùi thì đúng không? Lùi thì và có câu hỏi yes no question là whether hoặc if thì bây giờ chủ ngữ này phải đổi ngôi. Nancy muốn biết rằng liệu tôi nó hỏi mình mà đúng không? Liệu tôi có nhìn thấy sách của cô ta hay không? Thì phải là chủ ngữ là ai đúng không? Tiếp have seen nó hiện tại hoàn thành thì lùi về quá khứ hoàn thành là had seen đúng không? Tiếp tục sách của ai? Sách của cô ấy không phải Mai nữa. Mai là Nancy nó đang nói trực tiếp khi mình kể lại là sách cô ta rồi thì mình sẽ có là her. Vậy phương án B là phương án chính xác. He explained why. Anh ta giải thích là tại sao anh ta đến trễ. Rồi mình có động từ explained tường thuật lại kể lại rồi đúng không? Thế thì sau này mình biết được đây là kể lại thì đây phải lùi thì chứ không phải là câu trực tiếp giống như cái câu 68 này ha. Đó mình dựa vào cái động từ journal và explain ed này từng kể lại này. Anh ta đã giải thích rằng là tại sao anh ta đến trễ. Mình có này, mệnh đề ở sau này tường thuật không phải là câu trực tiếp cho nên không thể trợ lên trước chủ ngữ nè. Đó. Rồi mình có late he was không đúng rồi, có he was late là chủ ngữ đến động từ ha, phần đi là phần chính xác. Ok rồi, tiếp. Video tới đây là mình đã xong cái phần 70 này rồi. Video tiếp theo chúng ta sẽ giải tiếp từ câu 71 trở đi. Và các bạn cố gắng theo dõi, nếu như mà nhanh quá cái nào không hiểu thì các bạn cứ comment ở dưới mình sẽ giải thích lại cho các bạn ha. Rồi và khuyến khích các bạn nên giải trước đi và sau đó chúng ta sẽ xem video chữa bài thì chúng ta sẽ có thể học được lại lần 2 hoặc lần 3 thì nó sẽ dễ tiếp thu và dễ nhớ hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn càng ngày càng tiến bộ ha.